Hai ngày sau, chết tiệt, các ngươi cũng giỏi ăn thật đấy. Toàn bộ 150.000 viên huyền châu, vậy mà chỉ đủ để ta đột phá trong 2 trọng tu vi. Ngay cả huyền võ lục trọng cũng không đạt tới, sau này ta biết lấy gì để nuôi các ngươi bây giờ. Xạ Phong, mọi chuyện ác có lợi có hại. Tuy nói rằng để đột phá 1 trọng tu vi, ngươi cần phải trả giá rất lớn. Hơn nữa, cái giá này sẽ càng ngày càng nặng. Nhưng ngươi cũng nhận được lợi ích mà ngươi nên có. Cẩn thận suy nghĩ thử xem, hiện nay trong đại lục cổ châu, ngươi cùng tầm tuổi với ngươi, có ai là đối thủ của ngươi? Nói về tài nguyên, cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Đại lục cổ châu này chẳng qua cũng là một góc cúc tảng băng nhỏ mà thôi. Cho dù ngươi cần một nguồn tài nguyên tu luyện lớn cỡ nào, cũng sẽ có nơi để ngươi có thể tìm thấy thôi. Trên thế giới này, không chỉ huyền châu và thiên châu mới có thể nâng cao tu vi, còn có rất nhiều những kỳ vật giữa thiên địa đều có công hiệu nâng cao tu vi. Thậm chí máu thịt của vài yêu thú đặc biệt cũng có thể nâng cao tu vi, thậm chí còn có tác dụng tốt hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có cách để lấy được nó. Yên tâm đi Đan Đản, ta không nản chí, cũng không hề chán nản, chỉ oán trách một chút mà thôi. Vậy thì tốt. Ra ngoài tìm ít đồ để ăn cái đã, thuận tiện thăm dò một chút tình hình ở bên ngoài, có lẽ Tử Linh đang tìm ta đấy. Đại mười ấy tới tìm ta, ta sẽ rời khỏi Tần Châu. Chữ trên tờ truy nã: Sở Phong, nam 16 tuổi, huyền võ tam trọng. Bác sống Sở Phong, giao nộp tu la quỷ phủ, thưởng 1 triệu viên huyền châu. Giết chết Sở Phong, giao nộp tu la quỷ phủ, thưởng 900.000 viên huyền châu. Nếu không bắt sống hoặc là giết chết Sở Phong, nhưng lại cung cấp được manh mối nơi ở Sở Phong ẩn nấp, thưởng 10.000 viên huyền châu. Nếu như sau này cung cấp manh mối, nhờ manh mối mà bắt sống được Sở Phong, thưởng 100.000 viên huyền châu. Phần thưởng đều có thể đến tại giới thị tộc nhân, Nguyên Canh Tông, Hỏa Thần Môn, Bạch Tàng Giáo, Tiêu Giao Cốc, Kiếm Thần Cốc. Phần thưởng cũng không ít, xem ra tư đồ tàng của mấy thế lực này vẫn còn rất nhiều. Phần thưởng cũng không ít, xem ra tư đồ tàng của mấy thế lực này vẫn còn rất nhiều. Trên lệnh truy nã nói mình là tu vi huyền võ tam trọng, lại đặt đại lục cổ châu này, thì chẳng ai là cái thá gì cả. Hẳn sẽ có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của mình nhỉ. Bỏ đi, không nghĩ nữa, đừng nói là một đám hỗn hợp, cho dù là tông chủ của 6 thế lực lớn ra mặt, cũng chưa chắc có thể bắt được mình. Tiểu nhị, có rượu ngon thấy con gì, mang hết lên cho ta. Dạ, Tấn ơi. Tiểu nhị, đem rượu và thức ăn ngon nhất của tiệm các người, mời nó, đều mang hết lên cho lão tử hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị huynh đệ kết bái của ta. Dạ, các khách quan, mời vào trong. Ăn bữa cơm thôi, sao lại chui ra ba tên ác báo vậy chứ? Đại ca, tam đệ, các người đã nghe nói rồi chứ, đại hội liên hôn mà Chí Tôn Sơn Trang tổ chức cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Đệ tử đứng đầu của công hội Giới Linh, Tư Trong Vũ và các tộc trưởng tương lai của giới thị tộc nhân, giới thanh minh, đều thành công liên hôn rồi. Nghe nói rồi, công hội Giới Linh và giới thị tộc nhân đó được xưng là thế lực mạnh nhất của đại lục cổ châu. Hơn nữa, phía sau còn có Khương Thị Hoàng Triều trong lòng. Chí Tôn Sơn Trang có thể thành công liên hôn với thế lực này, sau này địa vị tại đại lục cổ châu sẽ không thể lung lay. Chị E sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ngoại trừ công hội Giới Linh và giới linh tộc nhau. Mấy cái mà các người nói không phải là tin tức mới nhất. Đại ca, lẽ nào quân còn nghe được tin tức nào khác mà bọn ta không biết? Đó là đương nhiên, cháu trai ta cũng tham gia đại hội liên hôn lần này. Tin tức mà nó biết đều là tin tức chân thực nhất, dở con nhất. Đại ca, vội hình mau nó đi, thật sẽ có tin tức dở con như vậy sao? Tên đó là ai? Các ngươi biết cả chứ? Đương nhiên là biết. Tiểu tử trên lệnh truy nã này tên là Sở Phong, cũng là người tham gia đại hội liên hôn lần này. Còn tưởng là bị nhìn thấu thân phận rồi cơ. Thế nhận tên tiểu tử này quá âm hiểm độc ác, cậy sở tín nhiệm của vài trưởng lão thế lực lớn với hắn, âm thầm hạ độc với mấy trưởng lão đó, khiến cho các vị trưởng lão đó mất mạng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đã thành công trộm đi món đồ binh khí mà mấy thế lực lớn phát hiện trong một tòa di tích. Nghe nói món binh khí đó còn có một cái tên không hề đơn giản, hình như tên là Tu La Quỷ Phủ. Còn những gì mà đệ nói không phải là hoàn toàn là thật. Theo như cháu trai của ta nói, Sở Phong cũng không phải là người âm hiểm như vậy, ngược lại còn gián tiếp cứu mạng bọn họ. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Thật hay giả vậy?
Tên sở phong đó chỉ là huyền võ tam trọng mà thôi. Cháu trai huynh là huyền võ lục trọng nhỉ. Tên sở phong đó cứu mạng cháu huynh. Đây là chỗ lợi hại của sở phong. Từ trước tới nay cháu trai ta cao ngạo tự phụ, nhưng lúc nó nhắc tới sở phong, trên mặt lại tràn đầy vẻ sùng bái. Hắn nói với ta, kia sở phong tuy là huyền vũ tam trọng tu vi, nhưng chỉ người huyền võ cửu trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Chiến lực mạnh mẽ, thiên phú cũng là nhất trong những người mà hắn từng thấy. Ngày hôm đó, bọn họ tới núi Vạn Yêu tiến hành rèn luyện, bị một yêu vương trong núi Vạn Yêu bắt được, bởi nhốt trong mờ cùng. Sau đó mặc dù là có một vị tuyệt thế cao thủ của Chí Tôn Sơn Trăng đã tới cứu trợ, nhưng nó vị cao thủ đó giao thủ với yêu vương, chỉ tòa cung địa sẽ bị sụp đổ, bọn họ đâu sẽ chôn thân trong đó. Vào lúc ngàn con treo sợi tóc và ranh giới sống còn, là sở phong đã dẫn dắt bọn họ trốn thoát khỏi mờ cùng. Sở phong này lợi hại như vậy thật sao? Hắn không phải chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên thôi sao? Tần câu đầu là thật. Nghe cháu trai ta nói, tộc trưởng tương lai của giới thị tộc nhân, giới thành minh, bởi vì đôi lời không hợp với sở phong nên khiêu chiến với sở phong. Để cho công bằng, giới thành minh đã áp chế tù vị tới huyền võ tam trọng và giao thủ với sở phong. Nhưng các người đoán kết quả trận chiến này thế nào? Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là giới thành minh thắng rồi. Giới thành minh đó được bảo là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi đấy. Hơn nữa, hắn còn có kỳ binh, sở phong kia sao có thể là đối thủ của hắn? Cái rắm ấy, mấy cái đó đều là tin đồn chứ không phải là sự thật. Sự thật là sở phong đánh giới thành minh tới mức hoa rơi nước chảy. Không ngờ tên sở phong đó lại lợi hại như vậy, ngay cả kỳ binh cũng không cản nổi hắn. Vậy chẳng trách hắn quá nghịch thiên sao? Cháu trai ta tận mắt nhìn thấy, trong Chí Tôn Sơn Trang đã phong tỏa 13 trận kết giới màu lam của phong tỏa thiên tề. Trận kết giới màu lam của phong tỏa thiên tề đó là khung cảnh hoàn tráng tới mức nào? 13 trận kết giới dũng mãnh là thế, là bị sở phong phá vỡ. Hơn nữa, có cao thủ của thiên võ cảnh tới trước đã ngăn cản sở phong, lại bị một búa của sở phong chẻ thành hai đoạn. Cường giả thiên võ cảnh lại bị tên sở phong đó chẻ chết bằng một búa. Chẳng lẽ chiếc búa đó chính là binh khí Tu La Quỷ Phủ? Hẳn là Tu La Quỷ Phủ, không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là binh khí, uy lực trùng quy cũng có giới hạn. Sở phong có thể nắm được binh khí trong tay, giết chết cường giả thiên võ cảnh, lại phá vỡ trận kết giới màu lam này. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ sở phong quả thật rất lợi hại. Nếu theo như những gì mà người nói, tên sở phong đó không hề hạ độc mấy trưởng lão có thế lực lớn âm thầm trộm mất Tu La Quỷ Phủ, mà là quang minh chính đại cướp lấy Tu La Quỷ Phủ. Mấy trưởng lão có thế lực lớn liên thủ ngăn cản đều không thành công, thậm chí còn bị sở phong giết chết rồi phá vỡ 13 trận kết giới phong thiên. Đương nhiên rồi, đây là do cháu trai ta tận mắt nhìn thấy, vô cùng xác thực. Thôi bỏ đi, sao có thể cả chữ. Nếu như mà theo những gì người nói thì gã sở phong đó đã thành thần rồi, cần gì phải trốn nhủi khắp nơi nữa. Hình như rất có đạo lý. Hey, nghe lâu như vậy rồi, thành ra tốn công, đúng vậy. Một lũ ngu ngốc, nói mấy cái này với các người chính là lãng phí nước bọt. Ông chủ, mau ra kiếm bạc. À, các vị đại gia mời vào trong. Không ngờ lại là đệ tử của Nguyên Canh Tông. Các người tránh ra. À, dạ 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 dạ.